người ta nói đâu có ai cho ai không điều gì, nhưng lòng nhân ái chỉ có ở nơi con người. Và lòng nhân ái là để yêu thương đồng loại. Nếu có thể em hãy yêu thương muôn loài. Đời sống đó từng ngày cứ trôi qua mong manh, tình người xa vắng, cuộc sống hóa xa mà khô cằn. Thì lòng nhân ái sẽ là những cơn mưa nguồn, và lòng nhân ái sẽ cứu rỗi ta trong tâm hồn. Cứ cho đi, cho đi, nếu như em có thể. Cứ cho đi, cho đi, khi họ đang khốn khó. Cứ cho đi, cho đi, em đừng mong nhận về. Cứ cho đi, cho đi, lòng nhân ái đó nào có vơi hết bao giờ. Người ta nói đâu có ai cho ai không điều gì, nhưng lòng nhân ái thì không có ở nơi thu hoang. Và lòng nhân ái là để yêu thương đồng loại. Nếu có thể em hãy yêu thương muôn loài. Đời sống đó từng ngày cứ trôi qua mong manh, mong manh, tình người xa vắng, cuộc sống hóa xa mà khô cằn. Thì lòng nhân ái sẽ là những cơn mưa nguồn, và lòng nhân ái sẽ cứu rỗi ta trong tâm hồn. Cứ cho đi, cho đi, nếu như em có thể. Cứ cho đi, cho đi, khi họ đang khốn khó. Nào có